the new Miss Universe is South Africa, Philippines, France, Colombia! Miss Universe, nơi hội tụ và tôn vinh những biểu tượng sắc đẹp và trí tuệ đến từ khắp nơi trên thế giới. Nơi mà mỗi quốc gia sẽ cử ra những đại diện ưu tú nhất tham gia tranh tài cho một vương miện cao quý. Năm 2008, Unicorp tự hào mang Miss Universe lần đầu tiên đến với Việt Nam. You're gonna like this, Vietnam! Và Hoa hậu Thùy Lâm đã làm rạng danh cho nước nhà khi vào đến top 15. Nối tiếp thành công đó, những năm tiếp theo, Unicorp đã không ngừng nỗ lực tìm kiếm và đào tạo những chiến binh xuất sắc đại diện cho Việt Nam ở đấu trường quốc tế. Năm 2015, Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam đã quay trở lại, chuyên nghiệp hơn, ấn tượng hơn, uy tín hơn để tìm ra những ứng cử viên sáng giá. Với top 15 thành công nhất lịch sử, chúng ta đã có đến 4 hoa hậu và 9 người đẹp đại diện cho Việt Nam ở các đấu trường nhan sắc quốc tế. Năm 2017, Tôi là Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam ra đời dưới hình thức truyền hình thực tế nhằm đem lại cho các thí sinh những sự huấn luyện, đào tạo, rèn luyện kỹ năng cũng như bản lĩnh sân khấu. Qua đó, kỳ tích đã xuất hiện. Lần đầu tiên, Việt Nam có tên trong top 5 người đẹp cuối cùng với Hohenie tại Miss Universe 2018. Đây là một khoảnh khắc lịch sử, nâng tầm nhan sắc Việt. Và một năm sau, Hoàng Thùy cũng đã xuất sắc ghi tên mình vào top 20 Miss Universe Việt Nam. Năm 2019, Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam trở lại với dàn thí sinh đồng đều và chất lượng đã tạo nên một hiệu ứng và sức hút không nhỏ đối với truyền thông và xã hội. Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2019, Nguyễn Trần Khánh Vân. Với hành trình trái tim dũng cảm, Nguyễn Trần Khánh Vân đã chinh phục ngôi vị cao quý và mang nhiều năng lượng tích cực đến lan tỏa trong cộng đồng. Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2021, đấu trường sắc đẹp được chờ đợi nhất đã chính thức quay trở lại. Chúng tôi tìm kiếm một người phụ nữ tự tin, quyến rũ và truyền cảm hứng. Người đó chính là bạn. Bạn sẽ là người đại diện cho nữ quyền. Bạn sẽ là người mang bản lĩnh Việt Nam ra đấu trường quốc tế. Và cũng chính bạn sẽ là người tạo nên kỳ tích tiếp theo. I did it, really. Đăng ký ngay tại hoahauhoangvuvietnam.com.